Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể kiếm được tiền từ giúp bọn Link Ola City nhé. Như các bạn có thể thấy thì mình cũng đã có một chút thu nhập từ Ola City rồi. Và mình sẽ mở cái phần giúp bọn Link ở đây ra này. Đó, mình chọn là giúp bọn Link nhá. Đây, các bạn thấy là mình có tận 800 lượt xem và doanh thu của mình là khoảng hơn 1 đô nhá. Đây, bạn có thể nhìn thấy đây chính là những cái biểu đồ mà mình kiếm tiền giúp Link nhá. Đây này, có một ngày có lượt xem mình biết là tận hơn 100 lượt họ click vào link của mình. Thì làm cách nào để mình có thể kiếm được thu nhập từ cái giúp bọn Link của Ola City như thế này? Thì mình xin chia sẻ một số cách làm mình như sau. Cái dự án kiếm tiền mà bạn cảm thấy hay nhất nhá. Đây, mình có một con app là Access Sharing nhá. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta có thể kiếm tiền từ giúp bọn Link Ola City. Bạn sẽ vào cái phần là của tôi nè, mời bạn bè này, sao chép link từ Access này nhá. Sau đó quay trở lại Ola City này, được chưa? Chọn cho mình là giúp bọn Link nhá. Rồi bạn hãy dán cái link mà bạn vừa mới copy được ấy, ấn cho mình là rút gọn này. Rồi ở đây nó sẽ hiện lên cho bạn một cái link rút gọn nhá. Và bây giờ bạn sẽ lên Facebook cũng như là Zalo để có thể chia sẻ cái link này cho những cái cộng đồng mà người ta cần nhá. Copy này, lên Facebook này, truy cập vào những cái trang hội nhóm kiếm tiền online nhá. Rồi các bạn có thể làm theo như mình nhá. Mình sẽ viết một cái caption và chèn link của mình ở bên dưới nhá, là kèm theo một ảnh này. Ảnh này có tác dụng là sẽ tạo thu hút cho những cái người mà họ xem bài viết của bạn nhá. Chúng ta sẽ đăng lên những hội nhóm kiếm tiền online, được chưa? Bạn chọn cho mình là đăng ở đây này. Ngoài ra thì bạn cũng có thể truy cập vào những cái hội nhóm Zalo nhá. Sau đó là chúng ta sẽ đăng bài viết kèm theo link Ola City của mình ở trong bài viết đó, để khi mà có người họ bấm vào link thì bạn sẽ được công nhận là một lượt bấm thành công nhá. Và sau khi mà chúng ta làm như thế thì mình sẽ có được những cái lượt truy cập miễn phí từ Facebook và Zalo. Như các bạn có thể thấy thì mình đã làm theo cái cách như thế và mình đã có số lượt xem nhiều thì cũng có theo là doanh thu. Mình sẽ vào phần là ví của tôi này. Đây, các bạn có thể thấy được là mình đã rút tiền thành công là 5 đô la nhá về cái tài khoản ví BNDG của mình. Thì điều đó chứng tỏ rằng Ola City là một dự án rất là uy tín, họ trả tiền cho người dùng. Và bạn có thể sử dụng cái cách mà mình vừa chia sẻ, cái cách rút gọn link là làm sao để cho có nhiều người bấm vào link của bạn nhất, và từ đó sẽ đem lại thu nhập cho bạn nhiều hay ít là tùy từng ngày nhá. Có ngày bạn sẽ được ít nhưng mà có ngày bạn sẽ được nhiều. Bạn có thể thấy được là có ngày mình được hơn 100 lượt click vào trong cái bài viết của mình cơ. Đó, cho nên là đó là một cách rất là hiệu quả mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Và tất nhiên cần phải tạo cho mình một cái tài khoản tại Ola City nhá. Hãy trở thành thành viên của tôi vì tôi hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền chi tiết nhất từ Ola City mà bạn không cần phải học hỏi được ai cả. Hãy học từ những người đi trước, mình làm được, mình hướng dẫn các bạn và các bạn cũng sẽ làm được như mình mà thôi. Rất là đơn giản không nào? Mình sẽ vào phần kiếm tiền ở đây nè. Đó, trên kênh của mình cũng có hướng dẫn cho các bạn làm về chiến dịch BNDC nhá. Thưởng 3.500 đồng cho mỗi thành viên này. Đó, để mà rút tiền được từ Ola City thì bạn cần phải có cái ví BNDC này thì bạn mới rút được về nhá. Tiếp theo một cái nữa, đó là cái phần ứng dụng MB Bank này. Trên kênh của mình cũng có hướng dẫn các bạn cách để bạn có thể kiếm tiền từ MB Bank này nhá. 2,6 đô là khoảng 30.000 Việt Nam đồng. Đó, bạn có thể hoàn thành cái nhiệm vụ MB Bank này để rút tiền về ví BNDC của bạn nhá. Và cái ví BNDC này thì bạn cũng có thể rút được về tài khoản ngân hàng ATM của bạn hoàn toàn miễn phí mà thôi. Đó, thì cái Ola City này rất là ngon. Rồi thì mình vừa hướng dẫn các bạn cách để bạn có thể kiếm tiền từ giúp bọn Link. Bạn có thể có hàng trăm lượt click vào link của bạn mỗi ngày, mà đây là những cách hoàn toàn miễn phí, bạn không phải bỏ ra bất kỳ một đồng vốn nào cả. Hãy đăng ký link Ola City của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng comment dưới video này, mình sẽ trả lời các bạn một cách nhất nhé. Bây giờ thì mình xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.